TCL L49S6500. Rồi, con này đang còn nguyên tem bảo hành luôn, chưa bóc tem bảo hành. Đây, đang còn mask TCL đây này. Đấy, chưa phá tinh luôn này. Không. Đó. Bệnh hôm nay là cấp vui. Không có dấu hiệu gì hết nhá. Không có đèn báo luôn á. Rồi bây giờ sẽ mở ra để này, rút nguồn này. Này. Dòng nước vào này. Chập luôn này. Hiếp. Đi nhiều. Wi-Fi, chắc Wi-Fi. Rồi cấp nguồn lại. Kiểm tra áp DC tiến tụ 312V. Ok. 12V này. Ok, con áp đầu ra. Như vậy là sau khi kiểm tra kỹ thì thấy phần nguồn nó không có vấn đề gì cả các bạn ạ. Mình phát hiện ra chỗ cái mạch ở phía dưới nhận tín hiệu hồng ngoại và nút bấm ấy, nó bị hen rỉ, chắc là do bị ẩm. Cho nên là nó cách điện. Sau khi mình vệ sinh và mình hàn lại những cái điểm mà bị ăn mòn ấy, thì nó hoạt động ok. Vậy bạn, bệnh này rất là đơn giản các bạn ạ. Bạn, bệnh này là do cái độ ẩm của không khí đấy, nó bám lâu ngày làm cho cái lớp mạch nó bị sủi lên, nó bị đứt mạch luôn đấy. Thì mình hàn lại là được, mình hàn lại là được, nên là nó không có phải là một cái vấn đề gì nó quá là to tát cả. Thì đây là một cái ban bệnh mà lần đầu tiên mình gặp đấy, mình chia sẻ với các bạn. Thì nếu ai mà gặp phải thì có thể là rơi vào trường hợp này, các bạn có thể xử lý giống như mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Yeah.